Chào mừng các em đến với khóa học trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú. Cô xin giới thiệu, cô tên Lê Thị Ngọc Lan, là giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải. Hôm nay, cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học này với chủ đề 5, bài tập vận dụng về sự nóng chảy, sự đông đặc. Trước khi bắt đầu tiết học, cô có hai lưu ý. Thứ nhất, các em chuẩn bị sẵn sách tài liệu dạy học vật lý 6 trang 124, vở vật lý và dụng cụ học tập. Thứ hai, khi làm bài tập, sau khi xem câu hỏi, các em nhấn nút tạm dừng bài giảng, suy nghĩ, ghi câu trả lời vào vở. Sau đó, các em hãy nhấn nút phát để xem tiếp bài giảng, đối chiếu câu trả lời của các em với câu trả lời của cô, dùng bút đỏ điều chỉnh câu trả lời nếu chưa đúng. Với chủ đề này, cô sẽ hướng dẫn các em làm một số bài tập vận dụng như sau. Thứ nhất, làm bài tập chỉ rõ quá trình chuyển thể của một số chất. Thứ hai, bài tập đọc hiểu bản kết quả thí nghiệm về đường biểu diễn sự nóng chảy, sự đông đặc của ba chất, băng phiến, sáp paraffin và nước. Trước khi làm bài tập, cô và các em cùng nhau nhắc lại các kiến thức mà các em đã được học ở chủ đề 4. Sự nóng chảy và sự đông đặc. Ở chủ đề 4 về sự nóng chảy và sự đông đặc, các em đã được tìm hiểu hai nội dung, đó là hiện tượng và đặc điểm. Với hiện tượng thì các em đã được tìm hiểu hai hiện tượng vật lý trong chủ đề này, đó là hiện tượng về sự nóng chảy và sự đông đặc. Vậy các em còn nhớ sự nóng chảy là gì không? Sự nóng chảy chính là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất. Và trong thực tế, có rất là nhiều hiện tượng liên quan đến sự nóng chảy. Và hai hiện tượng các em thường hay gặp đó chính là nước đá đang tan. Ví dụ thứ hai, kem đang chảy. Vậy sự đông đặc là gì? Đúng vậy, sự đông đặc chính là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của một chất. Vậy bạn nào có thể cho cô một vài ví dụ về sự đông đặc? Chắc là các em đã nêu được nhiều ví dụ và ở đây cô xin nêu ra hai ví dụ liên quan đến sự đông đặc. Thứ nhất là nước đang nóng băng. Thứ hai, rau câu đang đông đặc. Vậy hai hiện tượng vật lý này có những đặc điểm nào? Thì cô và các em cùng nhau nhắc lại ba đặc điểm liên quan đến sự nóng chảy và sự đông đặc. Thứ nhất, phần lớn các chất nóng chảy hay đông đặc ở một nhiệt độ xác định và nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Thứ hai, trong thời gian nóng chảy hay đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi. Thứ ba, các chất khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Ví dụ, đối với băng phiến thì đến 80 độ C thì băng phiến sẽ nóng chảy. Còn sáp paraffin là loại sáp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong ngành công nghiệp làm nến, sẽ nóng chảy ở 50 độ C. Và nước là một chất mà các em thường hay gặp, thì ở 0 độ C nước sẽ đông đặc thành nước đá. Và tương tự như vậy, từ nước đá ở 0 độ C nó sẽ nóng chảy thành nước. Sau khi nhắc lại các kiến thức đã học, các em hãy làm các bài tập vận dụng sau đây. Câu số 1. Các em hãy quan sát đoạn phim và cho biết. A. Đoạn phim đề cập đến hai hiện tượng vật lý nào mà em đã học? B. Hãy nêu rõ quá trình chuyển thể của hai hiện tượng đó. Khi quan sát đoạn phim, các em hãy nhấn vào nút tạm dừng màn hình để ghi câu trả lời của mình vào vở. Bây giờ các em hãy cùng nhau kiểm tra đáp án. Đoạn phim đã đề cập đến hai hiện tượng vật lý mà các em đã được học,
đó chính là sự nóng chảy và sự đông đặc. Và quá trình chuyển thể của hai hiện tượng đó diễn ra như sau. Sự nóng chảy là lúc nấu sáp, sáp lúc này chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Còn sự đông đặc diễn ra khi sáp lỏng đổ vào trong khuôn, lúc này sáp nguội trong khuôn và sáp đã chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Các em hãy cùng nhau kiểm tra câu trả lời của mình. Bạn nào còn thiếu sót thì dùng bút đỏ sửa lại. Và cô khen ngợi những bạn có đáp án đúng. Các em cùng chuyển sang câu số 2. Trường hợp nào dưới đây không xảy ra sự nóng chảy? A. Đúc trống đồng. B. Thắp nến. C. Thả một viên nước đá vào ly nước. D. Đổ một thìa muối vào ly nước. Các em sẽ có 10 giây suy nghĩ. 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian. Và đáp án đúng chính là câu D. Đổ một thìa muối vào ly nước. Vì khi các em cho muối vào ly nước, muối tan trong nước, chứ không có xảy ra sự nóng chảy. Các em cùng chuyển sang bài số 3. Cho biết nhiệt độ nóng chảy của chì là 327 độ C. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Khi chì tồn tại cùng lúc ở thể rắn và lỏng, chì có nhiệt độ là 327 độ C. B. Khi chì đang nóng chảy, nhiệt độ của chì là 327 độ C. C. Chì lỏng sẽ đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 327 độ C. D. Ở nhiệt độ 100 độ C, chì tồn tại ở thể rắn. Các em cũng có 10 giây suy nghĩ và chọn đáp án. Đã hết 10 giây và đáp án của bài 3 này chính là câu A, đó chính là câu C. Chì lỏng sẽ đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 327 độ C. Đây là một phát biểu sai. Bởi vì mình biết khi chì nóng chảy ở nhiệt độ 327 độ C thì nó cũng sẽ đông đặc ở nhiệt độ 327 độ C. Các em ghi đáp án vào trong vở. Các em hãy cùng tiếp tục các bài tập trắc nghiệm với bài 4 như sau. Trong thời gian sáp đông đặc, nhiệt độ của sáp A. Không ngừng tăng. B. Không ngừng giảm. C. Mới đầu tăng, sau giảm. D. Không thay đổi. 10 giây bắt đầu. Và đáp án của bài 4 này chính là câu D, không thay đổi. Vì các em đã được học, trong thời gian một chất nóng chảy hay đông đặc thì nhiệt độ của chất sẽ không thay đổi. Các em tiếp tục sang bài số 5. Đun nóng băng phiến. Người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Khi tăng tới 80 độ C thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun. Hỏi khi đó băng phiến tồn tại ở thể nào? A. Khi đó băng phiến tồn tại ở thể lỏng. B. Khi đó băng phiến tồn tại ở thể rắn. C. Khi đó băng phiến tồn tại ở thể hơi. D. Khi đó băng phiến tồn tại ở thể rắn và thể lỏng. Các em cũng có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. 10 giây bắt đầu. Và đáp án của bài này đó chính là câu D. Khi đó băng phiến tồn tại thể rắn và thể lỏng. Vì đề bài cho tới 80 độ C thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun. Có nghĩa là trong giai đoạn này băng phiến đang nóng chảy. Mà khi một chất đang nóng chảy thì chất đó sẽ tồn tại ở hai thể, là thể rắn và thể lỏng. Các em tiếp tục sang bài số 6. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng? A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc. B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc. C. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.
D. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc. 10 giây bắt đầu. Cô chúc mừng các bạn có cùng đáp án C với cô. Đó là nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc. Qua các bài tập trắc nghiệm đã giúp các em nắm rõ hơn quá trình chuyển thể của một số chất, đặc điểm về sự nóng chảy và sự đông đặc của chất. Bây giờ các em sẽ chuyển sang làm dạng bài tập thứ hai. Bài tập đọc hiểu bản kết quả thí nghiệm, đường biểu diễn về sự nóng chảy, sự đông đặc của ba chất, băng phiến, sáp paraffin và nước, với đề bài đầu tiên như sau. Bỏ vài cục nước đá từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh, rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau. Đây là bảng số liệu theo dõi nhiệt độ của nước đá từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 20, với nhiệt độ ban đầu của nước đá là âm 6 độ C đến 20 độ C. Các em sẽ dựa vào bài tập áp dụng ở tiết trước đã học. Các em suy nghĩ và trả lời cho ba câu hỏi này vào vở. Câu A. Nước đá nóng chảy trong khoảng thời gian nào? Câu B. Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là bao nhiêu? Câu C. Nước đá tồn tại ở thể rắn trong bao lâu? Các em hãy nhấn vào nút tạm dừng màn hình để làm bài 7 này vào vở. Sau vài phút suy nghĩ, cô khen ngợi những bạn đã có câu trả lời cho ba câu hỏi này. Trước khi cô chiếu câu trả lời của mình, cô và các em sẽ cùng nhau đọc bảng số liệu này. Để làm bài tập về sự nóng chảy và sự đông đặc, thì đầu tiên các em sẽ chú ý cho cô cái hàng nhiệt độ. Trong hàng nhiệt độ này, các em tìm cho cô những con số nhiệt độ giống nhau. Thì đây mình thấy số 000 được lặp đi lặp lại, thì mình sẽ khoanh vùng khu vực nhiệt độ giống nhau này. Và trong cái giai đoạn nhiệt độ giống nhau này, nó có thể xảy ra hai cái giai đoạn, đó là giai đoạn chất đang nóng chảy hoặc là giai đoạn chất đang đông đặc. Vậy làm sao mình biết được đây là giai đoạn nóng chảy hay đông đặc? Thì các em nhìn tiếp, nhiệt độ ban đầu của nước đá là âm 6 độ C, sau đó tăng dần đến 20 độ C. Vậy, khi nhiệt độ của chất tăng từ âm 6 độ C đến 20 độ C, thì có một giai đoạn nhiệt độ của nước đá không thay đổi ở 0 độ C, thì đó chính là giai đoạn nước đá đang nóng chảy. Mà khi một chất đang nóng chảy, thì chất đó sẽ tồn tại ở hai thể rắn và lỏng. Vậy trước khi nóng chảy thì chất sẽ tồn tại ở thể gì? Đúng rồi, trước khi nóng chảy chất đó sẽ ở thể rắn. Và sau khi nóng chảy thì chất đó sẽ ở thể lỏng. Dựa vào phần đọc bảng số liệu này, cô và các em sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi A, B, C. Câu A. Nước đá nóng chảy trong khoảng thời gian nào? Câu A hỏi về giai đoạn nóng chảy thì mình sẽ nhìn vào nóng chảy. Đây là dòng nhiệt độ ứng với 0 độ C, còn trên đây là thời gian. Bây giờ câu A hỏi về khoảng thời gian thì mình thấy lúc bắt đầu nóng chảy thì thời gian là ở phút thứ 6 và kết thúc giai đoạn nóng chảy là ở phút thứ 10. Cho nên câu A mình sẽ trả lời nước đá nóng chảy trong khoảng thời gian từ phút thứ 6 đến phút thứ 10. Qua câu B, nhiệt độ nóng chảy nước đá là bao nhiêu? Mình cũng nhìn vào giai đoạn nước đá đang nóng chảy, nhìn lên thấy 0 độ C. Vậy mình trả lời nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 0 độ C. Câu C, nước đá tồn tại ở thể rắn trong bao lâu? Câu C hỏi thể rắn thì mình sẽ nhìn vào cái giai đoạn mà chất đang ở thể rắn. Và khi chất ở thể rắn như vậy thì nhiệt độ đang âm 6 độ C, tăng dần đến âm 1 độ C. Và thời gian thì tương ứng ở phút thứ 0 đến phút thứ 4. Bây giờ đề bài hỏi bao lâu thì mình thấy bắt đầu phút thứ 0, kết thúc ở phút thứ 4. Vậy mình lấy phút thứ 4 trừ cho cái phút ban đầu thì mình sẽ ra là trong 4 phút. Vậy câu C mình sẽ trả lời nước đá tồn tại ở thể rắn trong 4 phút. Các em hãy đối chiếu câu trả lời của các em với câu trả lời của cô.
và dùng bút đỏ điều chỉnh những chỗ còn sai sót. Và cô khen ngợi những bạn có câu trả lời đúng. Các em chuyển sang bài số 8. Quan sát bản sau và cho biết. Bản này cho chúng ta thời gian của một chất từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 10. Và nhiệt độ tương ứng của chất này, ban đầu chất đang ở 80 độ C, sau đó giảm dần xuống còn 30 độ C. Từ bản số liệu đề cho, các em cũng đọc bản số liệu tương tự bài 7, chia ra các giai đoạn. Sau đó trả lời các câu hỏi. A. Chất này đông đặc ở nhiệt độ bao nhiêu? Đây là chất gì? B. Sự đông đặc diễn ra trong khoảng thời gian nào? C. Trong quá trình đông đặc, nhiệt độ của chất như thế nào và chất ở thể gì? D. Từ phút thứ 7 đến phút thứ 10, nhiệt độ của chất như thế nào và chất ở thể gì? Các em cũng tạm dừng màn hình để ghi các câu trả lời của bài 8 vào vở, sau đó đối chiếu với câu trả lời của cô. Tương tự bài 7, bài 8 cũng cho mình một bảng số liệu với hai dòng dữ kiện. Thứ nhất là về thời gian, thứ hai là về nhiệt độ. Thì như cô đã hướng dẫn, để trả lời các câu hỏi, đầu tiên mình sẽ quan sát dòng nhiệt độ, sau đó tìm ra con số nhiệt độ giống nhau. Thì nhìn vào bảng số liệu này mình thấy số mấy lặp đi lặp lại các em? Đúng rồi, đó là số 50. Từ đó mình sẽ khoanh vùng khu vực 50 này. Thì 50 độ C này chính là cái giai đoạn mà chất đang nóng chảy hoặc là đông đặc. Mình chưa biết được nó là nóng chảy hay đông đặc. Mình chỉ biết khi mà cái giai đoạn nhiệt độ không thay đổi thì sẽ tương ứng với giai đoạn chất đó đang nóng chảy hay là đang đông đặc. Bây giờ làm sao biết được cái chất này nóng chảy hay đông đặc? Thì mình bắt đầu quan sát tiếp. Ở đây, nhiệt độ ban đầu của chất là 80 độ C, sau đó giảm dần xuống còn 30 độ C. Thì khi nhiệt độ của chất giảm như vậy, có một giai đoạn nhiệt độ của chất không thay đổi, thì giai đoạn này chính là giai đoạn chất đang đông đặc. Và khi một chất đang đông đặc, thì chất cũng sẽ tồn tại ở hai thể, đó là thể lỏng và thể rắn. Và để đông đặc, thì trước cái giai đoạn đông đặc này, chất phải ở thể lỏng. Sau giai đoạn đông đặc, thì chất sẽ tồn tại ở thể rắn. Dựa vào cái phần phân tích bảng số liệu này, bây giờ cô và các em cũng lần lượt trả lời các câu hỏi của đề bài. Câu A. Chất này đông đặc ở nhiệt độ bao nhiêu? Đây là chất gì? Với câu hỏi này, mình sẽ nhìn vào giai đoạn chất đang đông đặc. Và nhìn lên nhiệt độ, mình thấy tương ứng với số 50. Vậy mình sẽ trả lời, chất này đông đặc ở 50 độ C. Câu tiếp theo, đây là chất gì? Thì ở đầu giờ, cô có nhắc lại cho các em ba chất với nhiệt độ nóng chảy tương ứng. Thứ nhất, đó là băng phiến, sẽ nóng chảy hoặc là đông đặc ở 80 độ C. Hoặc là nước ở 0 độ C. Vậy 50 độ C là nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc của chất nào? Đúng rồi, đó chính là sáp paraffin. Vậy câu A mình sẽ trả lời như sau. Chất này đông đặc ở nhiệt độ 50 độ C. Và ứng với 50 độ C này thì đây chính là sáp paraffin. Câu B. Sự đông đặc diễn ra trong khoảng thời gian nào? Mình lại nhìn tiếp vào giai đoạn đông đặc. Nhưng lúc này mình nhìn lên dòng thời gian. Thì thời gian bắt đầu để chất đang đông đặc là lúc này ở phút thứ 2 và kết thúc ở phút thứ 6. Vậy mình sẽ trả lời sự đông đặc diễn ra trong khoảng thời gian từ phút thứ 2 đến phút thứ 6. Câu C. Trong quá trình đông đặc, nhiệt độ của chất như thế nào và chất ở thể gì? Quá trình đông đặc đây. Nhìn lên nhiệt độ đều là 50 độ C hết. Vậy mình sẽ trả lời nhiệt độ của chất không thay đổi. Và nhìn xuống thể mình thấy chất đang tồn tại thể lỏng và thể rắn. Vậy câu C mình có hai ý trả lời. Thứ nhất, trong quá trình đông đặc, nhiệt độ của chất không đổi và chất ở thể lỏng và thể rắn.
Câu D. Từ phút thứ 7 đến phút thứ 10, nhiệt độ chất như thế nào và chất ở thể gì? Câu D này hỏi thời gian từ phút thứ 7 đến phút thứ 10. Vậy mình nhìn lên dòng thời gian, mình đưa đến giai đoạn phút thứ 7 đến phút thứ 10. Mình hạ xuống dòng nhiệt độ, mình thấy ở phút thứ 7 tương ứng nhiệt độ 46 độ C. Sau đó nhiệt độ giảm dần xuống còn 38, 34 và đến phút thứ 10 là còn 30 độ C. Vậy câu D này mình sẽ trả lời từ phút thứ 7 đến phút thứ 10, nhiệt độ của chất giảm dần. Chất ở thể gì? Mình nhìn xuống thể mình thấy chất đang ở thể rắn. Đó là câu trả lời của câu D. Từ phút 7 đến phút thứ 10, nhiệt độ chất giảm và chất ở thể rắn. Các em cũng dùng bút đỏ để điều chỉnh cái câu trả lời của mình trong vở. Và cô chúc mừng những bạn có đáp án đúng cho cả 4 câu ở bài 8 này. Bây giờ các em sẽ cùng nhau chuyển sang một dạng bài tập khác về sự nóng chảy và sự đông đặc. Đó là bài tập về đường biểu diễn với đề bài như sau. Quan sát hình bên dưới và cho biết A. Chất này nóng chảy ở nhiệt độ nào? Đây là chất gì? B. Chất này nóng chảy trong thời gian bao lâu? C. Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7, chất này tồn tại ở thể gì? Để trả lời 3 câu hỏi này thì đề bài cho mình đường biểu diễn về sự thay đổi nhiệt độ của chất theo thời gian khi nóng chảy. Và đường biểu diễn này gồm có 2 trục. Trục nằm ngang là trục thời gian, đơn vị là phút. Mỗi cạnh ngang của ô vuông trên trục này biểu thị 1 phút. Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, đơn vị là độ C. Mỗi cạnh đứng của ô vuông trên trục này biểu thị 2 độ C. Và góc của trục thời gian là tương ứng với phút thứ 0. Còn góc của trục nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ ban đầu là âm 4 độ C. Và đường biểu diễn này thể hiện 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là đoạn thẳng AB. Giai đoạn thứ hai là đoạn thẳng BC. Giai đoạn thứ ba là đoạn thẳng CD. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc cái đường biểu diễn này để từ đó trả lời cho các câu hỏi. Thì cũng tương tự như bảng số liệu thì đầu tiên các em sẽ tập trung vào nhiệt độ giống nhau. Thì đây với đường biểu diễn thì các em sẽ tập trung từ cái đoạn thẳng nằm ngang. Ở đây đoạn thẳng BC là đoạn thẳng nằm ngang. Đây là đoạn thẳng nằm ngang bởi vì giai đoạn này biểu thị nhiệt độ không đổi của một chất. Và ứng với đoạn BC này mình đưa qua mình thấy nhiệt độ không đổi của chất lúc này là 0 độ C. Và nhiệt độ mà không thay đổi thì đoạn thẳng này sẽ tương ứng với lại giai đoạn nóng chảy hoặc là đông đặc. Tại vì mình đã được biết khi nhiệt độ của chất không thay đổi thì chất đó sẽ đang nóng chảy hoặc đang đông đặc. Và trong đề bài này thì mình thấy đề đã cho chất này nóng chảy. Vậy đoạn BC này chính là đoạn thẳng chất đang nóng chảy. Mà khi chất nóng chảy thì chất sẽ tồn tại ở hai thể rắn và lỏng. Và trước nóng chảy thì chất sẽ ở thể gì? Đúng rồi, trước giai đoạn nóng chảy chất sẽ ở thể rắn. Và sau giai đoạn nóng chảy chất sẽ ở thể lỏng. Sau khi đọc đường biểu diễn về sự thay đổi nhiệt độ của chất theo thời gian khi nóng chảy, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em cách dựa vào đường biểu diễn này để trả lời các câu hỏi của đề bài. Câu A. Chất này nóng chảy ở nhiệt độ nào? Đây là chất gì? Vậy câu A hỏi về nhiệt độ nóng chảy. Vậy mình sẽ dựa vào cái giai đoạn nóng chảy. Giai đoạn nóng chảy được biểu diễn qua đoạn thẳng BC. Và ở đây đề bài hỏi nhiệt độ. Thì từ đoạn thẳng BC này mình sẽ đưa qua trục nhiệt độ. Mình xem coi đoạn thẳng BC này tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu. Thì khi đưa qua mình thấy đoạn thẳng BC chính là giai đoạn chất đang nóng chảy, tương ứng với nhiệt độ 0 độ C. Vậy mình sẽ trả lời chất này nóng chảy ở 0 độ C. Và 0 độ C thì tương ứng với nước. Cho nên câu A mình sẽ có hai ý trả lời. Chất này nóng chảy ở 0 độ C và đây là nước.
Câu B, chất này nóng chảy trong thời gian bao lâu? Vậy câu B cũng hỏi về giai đoạn nóng chảy. Thì mình cũng nhìn vào cái đoạn thẳng BC là đoạn thẳng biểu diễn cho giai đoạn nóng chảy của chất. Và đề bài hỏi thời gian thì mình sẽ đưa xuống trục thời gian. Điểm B là điểm bắt đầu của giai đoạn nóng chảy. Mình hạ xuống trục thời gian, mình sẽ thấy tương ứng với số 1. Và giai đoạn nóng chảy sẽ bắt đầu từ phút thứ 1. Điểm C là điểm kết thúc của giai đoạn nóng chảy. Mình hạ xuống trục thời gian, mình sẽ thấy trùng với số 4. Vậy, điểm kết thúc của giai đoạn nóng chảy là ở phút thứ 4. Từ đó mình thấy chất này đã nóng chảy từ phút thứ 1 đến phút thứ 4. Và đề bài hỏi bao lâu? Thì mình lấy ở cái vị trí kết thúc là số 4. Mình trừ cho cái số 1. Mình sẽ ra được 3 phút. Vậy từ đó mình có trả lời cho câu B. Đó là chất này nóng chảy trong 3 phút. Ở đây cô lưu ý. Khi đề bài hỏi về nhiệt độ, thì từ đoạn thẳng đó các em đưa qua trục nhiệt độ để các em trả lời nhiệt độ là bao nhiêu. Khi đề bài hỏi thời gian thì các em hạ xuống trục thời gian, xem coi thời gian bắt đầu là phút thứ mấy và thời gian kết thúc của giai đoạn đó là phút thứ mấy, để từ đó các em có câu trả lời tương ứng. Các em sang câu C. Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7, chất này tồn tại thể gì? Thì đây đề bài hỏi phút thứ 4. Thì ngay phút thứ 4 này các em đưa lên cái đường biểu diễn thì các em thấy trùng với điểm C. Phút thứ 7 đưa lên đường biểu diễn các em sẽ thấy trùng với điểm D. Vậy từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là tương ứng với đoạn thẳng CD. Mà đoạn thẳng CD là đoạn thẳng biểu diễn chất ở thể lỏng. Vậy từ đó mình trả lời từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 chất tồn tại ở thể lỏng. Vậy ở đây, nếu như đề bài hỏi tiếp nhiệt độ thì sao? Thì tương tự như vậy, từ điểm C, các em đưa qua trục nhiệt độ tương ứng với 0 độ C. Còn điểm D, các em đưa qua trục nhiệt độ tương ứng với 6 độ C. Vậy, khi chất ở thể lỏng, thì nhiệt độ của chất sẽ tăng dần từ 0 độ C đến 6 độ C. Cô lưu ý thêm, để khi đề bài hỏi về thời gian của giai đoạn nào, thì từ giai đoạn đó các em hạ xuống trục thời gian. Còn nếu đề bài hỏi về nhiệt độ thì các em đưa qua trục nhiệt độ để từ đó có câu trả lời tương ứng. Bây giờ các em hãy ghi câu trả lời của bài chính vào vở. Các em sang bài 10. Bài 10 này cũng chính là bài số 5 trong sách tài liệu dạy học vật lý 6 trang 124. Bài 10 này có nội dung đề như sau. Hình 22.6 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi một khối chất rắn được đun nóng rồi để nguội. Dựa vào đường biểu diễn trên, trả lời các câu hỏi sau. A. Trong khoảng thời gian nào, chất này chỉ tồn tại ở thể rắn, chỉ tồn tại ở thể lỏng, tồn tại cùng lúc cả hai thể rắn và lỏng. B. Thời gian nóng chảy, thời gian đông đặc của khối chất này là bao lâu? C. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc của chất này là bao nhiêu? Đây là nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc của chất nào? Trước khi các em làm bài, cô có một vài gợi ý như sau. Ở đây, đường biểu diễn này cũng thể hiện bởi hai trục. Thứ nhất, trục thời gian, đơn vị là phút. Góc của trục thời gian ghi phút thứ 0 và kết thúc ở phút thứ 20. Và mỗi cạnh của một ô vuông này là thể hiện 1 phút. Phút thứ 0 đến phút thứ 1, phút thứ 2, 3, 4, 5, 6. Cứ như thế cho đến hết. Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ. Đơn vị là độ C. Nhiệt độ bắt đầu là 30 độ C. Và cứ mỗi ô vuông như vậy là tăng 10 độ. 30 đến 40, 50 và đến 100 độ C. Và đường biểu diễn này cô sẽ chia làm hai quá trình. Quá trình phía trước là quá trình đun nóng chất, được thực hiện từ phút thứ 0 và kết thúc ở phút thứ 9. Quá trình phía sau
là quá trình để nguội, từ phút thứ 9 kết thúc đến phút thứ 20. Và mỗi quá trình như vậy cũng chia làm 3 giai đoạn. Quá trình đun nóng có 3 giai đoạn tương tự như bài chính, đó là đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC nằm ngang, đoạn thẳng CD. Quá trình để nguội cũng tương ứng với 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên ứng với đoạn thẳng DE, giai đoạn nằm ngang ứng với đoạn thẳng EF, giai đoạn thứ 3 ứng với đoạn thẳng FG. Dựa vào phần đọc đường biểu diễn ở bài chính, các em cũng hãy ghi chú lên các đường biểu diễn này, đâu là đoạn thẳng nóng chảy, đâu là đoạn thẳng thể hiện giai đoạn đông đặc, rồi thể của từng giai đoạn là những thể gì. Các em hãy ghi lên trên cái đường biểu diễn ở trong sách trang 124. Sau khi các em ghi các giai đoạn xong, các em sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi A, B, C. Các em hãy nhấn vào nút tạm dừng màn hình, suy nghĩ ghi câu trả lời vào vở trước khi xem đáp án của cô. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau phân tích đường biểu diễn này trước khi trả lời các câu hỏi A, B, C. Ở đây, mình sẽ phân tích cái quá trình đun nóng trước, từ điểm A cho đến điểm D. Thì trong quá trình đun nóng này, mình sẽ tập trung vào cái đoạn thẳng nằm ngang. Như bài chính cô nói, đoạn thẳng nằm ngang là đoạn thẳng thể hiện cái nhiệt độ không thay đổi của chất. Và khi nhiệt độ của chất không thay đổi có nghĩa là chất đó đang nóng chảy hoặc đang đông đặc. Và cái quá trình này là quá trình đun nóng, vậy cái đoạn thẳng này sẽ tương ứng với giai đoạn nóng chảy của chất. Và khi một chất đang nóng chảy thì chất sẽ ở hai thể rắn và lỏng. Và trước khi nóng chảy, chất sẽ ở thể rắn. Và sau khi nóng chảy thì chất sẽ ở thể lỏng. Qua quá trình thứ hai, quá trình để nguội. Thì trong quá trình để nguội này, mình cũng tập trung vào cái đoạn thẳng nằm ngang. Đoạn thẳng nằm ngang EF này là đoạn thẳng biểu thị nhiệt độ không thay đổi. Mà khi một chất có nhiệt độ không thay đổi có nghĩa là chất đó đang nóng chảy hoặc đông đặc. Và đây là quá trình để nguội, vậy cái đoạn thẳng này sẽ thể hiện giai đoạn đông đặc của chất. Và khi một chất đông đặc, chất cũng tồn tại hai thể, đó là thể lỏng và thể rắn. Và trước khi chất đông đặc, chất sẽ ở thể lỏng, ở đoạn thẳng DE. Sau khi đông đặc, chất sẽ ở thể rắn. Rồi, vậy là cô đã hướng dẫn các em cách đọc từng giai đoạn ha, chất ở thể gì ở mỗi giai đoạn đó. Bây giờ mình sẽ dựa vào các giai đoạn này để mình trả lời các câu hỏi ABC. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau trả lời từng câu hỏi. Câu A, trong khoảng thời gian nào chất này chỉ tồn tại thể rắn, chỉ tồn tại thể lỏng, tồn tại cùng lúc cả hai thể rắn và lỏng. Vậy với câu A này mình sẽ có 3 ý để trả lời. Ý đầu tiên, chất chỉ tồn tại thể rắn. Mình nhìn lên hình thấy đoạn thẳng AB thể hiện giai đoạn chất tồn tại ở thể rắn. Đoạn thẳng FG thể hiện giai đoạn chất chỉ tồn tại thể rắn. Vậy ở đây ở thể rắn chất sẽ tồn tại ở hai khoảng thời gian. Đầu tiên, điểm A là phút thứ 0, điểm B phút thứ 4. Điểm F tương ứng phút thứ 16, điểm G tương ứng phút thứ 20. Vậy, khi chất chỉ tồn tại thể rắn, mình sẽ trả lời hai khoảng thời gian, đó là từ phút thứ 0 đến phút thứ 4, từ phút thứ 16 đến phút thứ 20 là chất chỉ tồn tại thể rắn. Qua tới thể lỏng, đây đoạn thẳng CD thể hiện chất ở thể lỏng, đoạn thẳng DE thể hiện chất ở thể lỏng. Vậy điểm C hạ xuống tương ứng phút thứ 6. Kết thúc thể lỏng là ngay ở điểm E, hạ xuống tương ứng phút thứ 12. Vậy, trong khoảng thời gian từ phút thứ 6 đến phút thứ 12, chất này chỉ tồn tại thể lỏng. Ý tiếp theo, chất tồn tại hai thể rắn lỏng là ở đoạn thẳng BC và đoạn thẳng EF. Đoạn thẳng BC là giai đoạn chất nóng chảy, nên tồn tại hai thể rắn và lỏng. Điểm B tương ứng phút thứ 4, điểm C tương ứng phút thứ 6. Đoạn thẳng EF thể hiện chất đang ở giai đoạn đông đặc nên cũng có hai thể lỏng và rắn. Điểm E
hạ xuống tương ứng phút thứ 12, điểm F hạ xuống tương ứng phút thứ 16. Và ý thứ ba này, mình sẽ có hai khoảng thời gian. Khoảng thời gian đầu tiên là từ phút thứ 4 đến phút thứ 6. Và cái giai đoạn thứ hai cũng tồn tại hai thể từ phút thứ 12 đến phút thứ 16. Hãy ghi câu trả lời của câu A này vào vở. Các em sang câu B. Thời gian nóng chảy, thời gian đông đặc của khối chất này là bao lâu? Ý đầu tiên hỏi về thời gian nóng chảy, thì mình sẽ dựa vào giai đoạn nóng chảy, đó là đoạn thẳng BC. Điểm B hạ xuống mình thấy tương ứng phút thứ 4. Điểm C hạ xuống tương ứng phút thứ 6. Vậy mình lấy phút thứ 6 trừ cho phút thứ 4, thì mình sẽ thấy được rằng là chất này nóng chảy trong vòng 2 phút, vì 6 trừ 4 bằng 2. Thời gian đông đặc thì mình dựa vào giai đoạn đông đặc được biểu diễn qua đoạn thẳng EF. Điểm E là điểm bắt đầu của giai đoạn đông đặc, tương ứng phút thứ 12. Điểm F là điểm kết thúc của giai đoạn đông đặc, tương ứng phút thứ 16. Mình lấy 16 trừ 12 là sẽ bằng 4. Vậy cái thời gian chất đông đặc này là mất 4 phút. Vậy câu B mình sẽ có hai ý. Thời gian nóng chảy của khối chất này là 2 phút. Từ phút 4 đến phút 6 là 2 phút. Thời gian đông đặc của khối chất này là 4 phút. Từ phút 12 đến phút 16 là tương ứng với 4 phút. Các em cũng sửa câu B rồi vỡ. Các em tiếp tục sang câu C. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc của khối chất này là bao nhiêu? Đây là nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc của chất nào? Thì đề bài hỏi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc. Đầu tiên để trả lời nhiệt độ nóng chảy thì mình sẽ đưa lên cái đoạn thẳng thể hiện giai đoạn nóng chảy của chất, đó chính là đoạn thẳng BC. Ở câu B hỏi về thời gian thì mình đã hạ xuống trục thời gian. Qua câu C hỏi về nhiệt độ thì từ đoạn thẳng BC này mình sẽ đưa qua trục nhiệt độ giống như bài chính. Đưa qua trục nhiệt độ thì mình thấy trùng với con số 80. Vậy nhiệt độ nóng chảy của chất này là 80 độ C. Ý tiếp theo đề hỏi nhiệt độ đông đặc. Mà mình đã được biết khi một chất nóng chảy ở bao nhiêu độ thì chất đó cũng sẽ đông đặc ở bấy nhiêu độ. Vậy nhiệt độ đông đặc của chất cũng là 80 độ C. Hoặc các em cũng có thể dựa vào đoạn thẳng EF đang biểu diễn giai đoạn đông đặc của chất. Đoạn thẳng EF này các em cũng đưa qua trục nhiệt độ, các em cũng thấy trùng với số 80. Và nhiệt độ đông đặc của chất là 80 độ C. Mà 80 độ C thì tương ứng với chất nào các em? À đúng rồi, đó là băng phiến. Vậy câu C có hai ý trả lời. Thứ nhất, nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của khối chất là 80 độ C. Và đây chính là nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Các em hãy kiểm tra lại các câu trả lời của các em với câu trả lời của cô. Và cô xin chúc mừng các bạn có đáp án đúng cho cả ba câu A, B, C. Còn các bạn nào chưa đúng thì các em dùng bút đỏ để điều chỉnh lại câu trả lời cho chính xác hơn. Cô và các em đã cùng nhau làm các bài tập vận dụng về sự nóng chảy và sự đông đặc. Các em về hãy học ôn lại các chủ đề các em đã được học trước đó. Sau đó các em xem trước chủ đề sự bay hơi và sự ngưng tụ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cô mến chào các em.